Ok. Screen. Đây, cả nhà mình nhìn thấy chưa ạ? Rồi em. Ok. AS lăn 0905 lên nhỉ? Ok, Ok, thì của anh. Tài bây khoản giờ của anh nha. mà là Thế sao lại ra của anh Đức à? Sao lại ra anh Đức nhỉ? Không, không, anh nghĩ là không phải đâu. khoản quảng cáo ở chiều anh gặp trên máy tính. Hôm trước là trong điện thoại không nào. Rõ ràng em đăng nhập bằng cái của em mà nhỉ. Đây. Hả? Có đăng nhập bằng mail Mail của em mà. Thôi từ từ rồi ok, em sẽ bây giờ như này. Bây giờ em đang định chạy cái không? liên quan đến alo. Em đang chạy cái liên quan đến cái wifi của em đi. Nó là cái sản phẩm cũng tương đối dễ bán hơn là so với lại bán tour du lịch. Thì ở đây chúng ta có những cái mục tiêu này thì theo mọi người thì em nên chọn cái nào tiếp cận. Wi-Fi đúng không? Thế thì hiện nay Đúng tại rồi. thời điểm hiện tại đúng không? Tại thời điểm hiện tại thì bây giờ nhá. Shop em chưa có, BioLink em chưa có đúng không? Thế thì bây giờ em chỉ còn là chạy lưu lượng vào landing page hay vào web thôi. Hoặc Đấy là thì em tạo kênh sau đó thì em đẩy tương tác kênh bằng cách tạo là chạy tương tác với cộng đồng thôi. rõ ràng là ngày mai là em phải có cái landing page chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta cứ đến cái bước đấy đi. Cái bước landing page là bước bio mà thầy đó đúng không, thì bây giờ em phải có Không, một bio đâu nghìn cần à, bio đâu cần landing khác page nhá. đâu cần bio. Cái landing page là cái mà mình chạy quảng cáo và chuyển đổi vào vào landing page nhá. Còn cái bio link À, là cái gắn vào cái đúng kênh của rồi. mình chỉ cần Đúng chạy cái rồi. lưu lượng người xem, người follow thôi. Đúng rồi. Thì coi như là em có cái ở ở thời điểm tại em chưa có 1.000 đúng không, mà em muốn bán được ngay thì em phải có cái landing page luôn. Thì cứ coi như em có em page đi, thì bây giờ em sẽ phải là chọn cái mục tiêu quảng cáo là gì, xem nào, lưu lượng, số lượt xem video à? Tức là lúc lúc thầy hướng dẫn thì chúng ta nên 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 chọn cái mục tiêu, ví dụ như chị về bán như nào nhỉ, tức là xem video xong xong rồi là họ sẽ click vào cái landing page của mình ấy. Cứ coi như em có landing page rồi nhá nhá. Đó thì bây giờ em sẽ chọn mục tiêu nào là hợp lý. Đó, ví dụ Lưu lượng lưu lượng. Ok bắt buộc phải lưu rồi, lượng chứ chẳng phải. rồi ok rồi, tên chiến dịch này, wifi đi. Rồi tạo tình nguyện phân tách này chắc không cần đúng không, tối hóa ngân sách chiến dịch này thì sao chị tiến đây, em có nên tối hóa này không? Trước mắt em mới chạy thì em chưa cần thiết đâu. Ok thì em sẽ ấn tiếp tục. Những cái này là chị không 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 làm à, không không động vào. Ô, thế chị giao cho ai à? Không phải giao cho ai mà là cái Là không chưa phần chiến làm, dịch. ý là chưa làm. Ừ. Chị chưa sợ chiến dịch quảng cáo á? Có rồi chứ. Đây, loại quảng cáo là trang web, vị trí ở đâu đấy, sao nó lướt nhanh thế nhỉ, vị trí thầy em nên chọn cái alo, em nên Mục chọn tiêu điều cái chỉnh, mục tiêu điều chỉnh tự động hay là vị trí vị trí điều thì chỉnh. em để chọn vị trí bằng tay đi, em tắt hết các thứ, em chỉ chọn TikTok thôi. Rồi, ok. Sao cái này nó cứ đơn đơn.
Có phải vào cài đặt nâng cao không thầy? Cài Nâng nâng cao cao làm là gì cái còn gì? gì đâu, làm gì còn đâu. Không cho tải video xuống đây đúng không? Kiểu kiểu vậy. Ok, em hiểu rồi. Loại hình sáng tạo. Tự động tối ưu mẫu quảng cáo. Tạo nhiều kết hợp giữa các tài sản mẫu quảng cáo. Loại hình sáng tạo này thì có quan tâm đến nó không thầy? Đâu chắc là nó có cho mình bật cái gì lên đâu, tự Đây nhé, động em tối thử nhé. Tạo nhiều kết hợp giữa các tài sản mẫu quảng cáo bao gồm video và văn bản quảng cáo. Quá trình phân phối quảng cáo sẽ được tự động hóa để hiển thị cho đối tượng của bạn những cách kết hợp có thể tối đa kết quả của bạn. Hơi trừu tượng. Thôi. Tiếp. Đâu nhỉ? Sao nữa đấy? Đây rồi. Ở đây nhắm mục tiêu chắc chắn là em phải tùy chỉnh rồi. Bởi vì khách hàng của em là ngách. Đó. Ngôn ngữ này, ví dụ em đang bán cho người nước ngoài. Đó, thì là tiếng Anh. Ngày mai mà ra đơn nữa thì thôi. Rồi. Cái gì đây? Người dùng không giới hạn này, cái độ tuổi này, cái phần màu hồng này mình chọn là không không chọn được giới à? hạn, tức là tất tần tật. Thế bây giờ khách của em ông là đây nhóm nào thì em đang ông muốn ôm giới vào hạn đây. ông bấm vào 18 24. Được. Ôi mạng rớt. Làm nào mà sai được. Bài đó thì nó có lưu giống như ở Facebook nhỉ, tức là nó quay lại lúc đầu Ôi, đã có cái gì đâu, nó có lưu đấy, nhưng mà đã có gì đâu, làm lại cũng được mà. á. Vâng, ý em là kiểu tiếp tục rồi. Ok, để hoàn thiện luôn. Vãi nó không bắt đầu. Wi-Fi tiếp tục. Đấy. Sau này là vị trí thủ công. Đấy. Hôm nay em học nó hơi ồn nên phải sang nhà hàng xóm để học nè. Rồi. Ngôn ngữ tiếng Anh. Nên đồng bào cho nên. Rồi. Bây giờ của em nó là em chọn hai đối tượng được đúng không? Đây Tuổi chứ, rồi, hai ok nhóm rồi. đều được, ba nhóm đều được em. Cạn lời nhỉ. Mặt kém vậy sao? Vâng, em đang đến đến cái tuổi rồi. Ok. Sao cứ đến tuổi nó lại 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 ít? À, thật đấy. Nhật Bản, tiếng Anh, nam nữ, Tuổi là nè, đứng tròn thử coi xem. là đây, bây giờ nó đít nữa thì cái này thu nhập không giới hạn, đối tượng tùy chỉnh giống nhau, loại trừ. Ok, mối quan tâm này. Sở thích à? Xem nào. Chắc không có gì nhỉ.
trò chơi nào. Kiếm tiền nền tảng kích thước chuyện này thôi, cái này là qua đi. Tương hành vi tương tác với video ở đây rồi. Đã xem, đã rồi, tạm thời để như vậy đã. Trong 7 ngày qua giống như chị Tuyền nói thử hành vi à. Cái gì, cái hành vi này sao chị Tuyền đã theo dõi này, mình nên nên chọn không? Không nhất À, thiết chị em ạ. không chọn, chị không chọn, chị chỉ Không chọn đã xem và đã thích thôi. đấy. Đã theo dõi nữa thì nó nhỏ quá. Còn hashtag đây đúng không? Hashtag chị cũng không chọn. Wi-Fi nên em tưởng cái gì wifi money, nó không có, nó lại cho gợi ý à, chứ không phải là nó Wi-Fi Nhật Bản nó đánh như nào? không cần. Em cứ chạy rộng trước đã, còn vấn đề xem hiệu quả rộng chứ. Thiết bị không giới hạn này, loại kết nối cũng không giới hạn đi, mẫu thiết bị, nhà điều hành, giá thiết bị không giới hạn đi. Rồi em chỉ một cái quan trọng nữa là tiếng Anh thôi, và quan tâm đến vấn đề về wifi mà không biết là tìm ở đâu để chúng ta ra cái đối tượng nó phù hợp. Cái đối tượng sở thích hay là về 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 ngôn ngữ? Hành vi từ ngôn ngữ thì rõ ràng tiếng Anh rồi, còn hành vi đó là ví dụ kiểu quan tâm đến về wifi hay là Thực ra sim. cái thầy cho rằng là cái nhu cầu đấy là cái nhu cầu tối thiểu, nên là Ai không, cũng được, ý này là hả? đó là đại chúng. Ừ, nó là cái nhu cầu tối thiểu nên là thầy nghĩ là không cần nhắm chọn. Em có thể tích vào một số những cái liên quan đến công nghệ, liên quan đến di động, liên quan đến còn hầu như mọi người đều có nhu cầu tối thiểu mà. Như vậy là tối thiểu 2.000 yên này thầy này. Đấy, nó ghi đây này. Ừ. Đó, là nó cũng rơi vào 400.000. 2.000 yên đây. À, ô sao lại đưa rồi. Mạng của ông này cái nữa. Tôi biết ngay mà. Xin lỗi anh em, anh chị em một chút. Nếu mà có anh chị em nào mà cũng muốn làm luôn không, em là em phải luôn vào ngay mai ra kết quả như nào em còn đánh giá. Đấy. Đã xem đã thì rồi này mình sẽ ra thêm hashtag hashtag thì từ 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 hashtag xem wifi internet à, Japan có, nó không có ra, nó là phải cái từ gì như đại chúng. À, từ 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 về chuẩn em làm từ em vào em chọn công nghệ công nước thôi Nam ạ. À, chứ không có vâng vâng wifi em đang hỏi cái hashtag thôi. Ok bây giờ lên tiền này. Xin lỗi mọi người rất nhiều, không hiểu tại sao em cứ bấm vào tiền nhưng nó không muốn em mất tiền thì sao, bấm vào tiền nó lại đi hảo thật. Có mà anh chị nào muốn mình chạy thử không? Em muốn kiểu là hoàn thành một cái quy trình để cho cả nhà mình cùng mường tượng thì ngày mai thì chúng ta làm được luôn. Để em muốn lên 1.000 luôn. wow, rất Trong lúc đó em đi xây dựng quyết liệt. ADP đối tượng tiếng Anh đi rồi.
Rồi, thì mình đi tương tác mình cho mọi người inspect. Inspect không ngân sách hàng ngày nữa, mình tổng ngân sách đi. Cái gì? Nó đi là 28 cent. Ok. Liên tục 3,5 không cho chạy liên tục, ok cả ngày rồi. Tối ưu hóa lượt nhất chi phí thấp nhất rồi, cài đặt nâng cao không có gì. Ok bây giờ đến tiếp theo, cái gì đây, cái gì xác định loại video à, đây đây đây, cái này gọi là gì nhỉ, mục tiêu đúng không, nó tích tích đâu, từ từ, cái tích đâu, cái chỗ nào, chỗ nào? cái đâu nhỉ, đây Đây là cái loại video mà người dùng tương tác, tức là thí dụ như cái như là thầy là người xem ấy, thì thầy thích cái wifi kiểu của em. video gì, thích cái dạng là công nghệ hay thích dạng giải trí hay thích dạng xốc xếch, Nam hiểu không? Vâng, em sẽ nên chọn cái tích phòng tích Khóc mà. technology đây rồi. À, ok đi. À, tiếp theo xong rồi, ok. Em đang quan tâm là rồi bây giờ là video đúng ôi trời ơi thì chán quá, bực thật, mạng rất liên tục này. Có anh chị nào có sẵn sản phẩm đấy không? Có anh chị nào có sẵn sản phẩm đấy không? Anh Đức ơi, hôm trước là cái tài khoản của anh ấy ad này à? Tài khoản nào? Phải Cái không? con vừa rồi đang đang đánh vào đấy, tài khoản màu vàng ấy, có hình có sang màu vàng ấy, mình đấy. Không, anh đang cái tài khoản hôm trước anh đặt tên là AS 0905 à? Hay là không phải? Cái đó mà không mới đặt hôm nay. À, thế ok. Rồi rồi, lần tiếp theo. Cứ vào thử đi, cứ chạy thử đi. Để cho đây. Đây đây rồi, ra luôn rồi. Đây rồi. Ôi, sao nó ghi không khả dụng này, chết rồi. Thế thầy. Cái gì? Hãy nâng cấp tài khoản của bạn lên tài khoản doanh nghiệp trước khi bạn có thể công bố quảng cáo danh tính này. Alo, cả nhà mình có đang xem không? Đó, đang xem. Thế thì em phải lại nâng cấp lên doanh nghiệp. Cái con tài khoản Japan Internet này con tài khoản gì? Là tài khoản cá nhân thôi. Là tài khoản mới em vừa mới lập cách đây mấy hôm và đã có post video các kiểu rồi. Đấy, ví dụ vẫn em xây kênh chẳng hạn, xây kênh này đi. Chạy. Để chạy Cái đấy vào em cái chuyển đổi về doanh nghiệp nó dễ lắm. Vào trong TikTok của mình nó có cái mục chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp ngay mà. Nhưng mà cái này chị thấy hơi lạ bởi vì là tài khoản của chị cũng không chuyển đổi sang doanh nghiệp, chị vẫn chạy quảng cáo bình thường. chính xác của thầy, cái tài khoản của thầy là tài khoản cá nhân mà, Có khả thể cái năng này cũng đúng là là chuyển chuyển khác khác nhau nhau, giữa Nhật với không Việt phải Nam bọn ấy. Nhật, không phải bọn Nhật, có thể là đây là bên bọn Nhật. Đánh vào cái con này tất cả nó vào 3 phẩy nhé. Quên rồi. À không, không phải. Thế thì bây giờ Anh Nam nhân tiện này làm mẫu lên tài sở tài khoản doanh nghiệp luôn xem nào. em kích vào nhá. Bây giờ từ đây này. À ok. Làm đẹp kiện cái gì? bán lẻ đó kìa, ấn vào chữ chọn thì có cho mình gõ Xem nào. bán wifi mua sắm bán lẻ đấy. Khác này. Khác không biết là nó
Được luôn đúng không? Được luôn này, sau này video đơn hoặc bài đăng trên TikTok đây rồi, à đây rồi, ok. À, bài Thế đăng vừa trên nó TikTok đây làm sao về làm sao? đây, chọn này phát xác nhận đấy. Cái gì music sharing này, cho phép người dùng sử dụng nhạc của bạn, ok chưa luôn. Cái gì switch, không cần văn bản đây rồi. Phân bổ trợ, phân bổ trợ tương tác này là cái gì đây? À em thử thêm đi. Có cái phần đấy đấy, hiệu ứng ấy. Rồi nhãn đấy, nhãn giảm giá, giảm giết đấy, đúng không? Đúng rồi. Đâu nhỉ, nó ghi đâu nhỉ? À đây, đây đây. Đấy em ghi là à đây rồi, ok chơi luôn. Nhập tiêu đề là apply. Nào. À không, cái này chắc không phải rồi. Bỏ đi. Rồi. Gì đây? Đích đến. Hai cái này là như nào? Trang web thì mình không có trang web chẳng hạn. À, trang web em để trang web Facebook của em được không? Fanpage chẳng hạn. Nó gây trang web rõ ràng Facebook phía dưới chứ URL đó. Ví dụ đây Thử 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 cho bạn đi thầy chưa thử đâu. Ví dụ như con là facebook.com search cái gì đó. fanpage luôn, fanpage của em luôn, sửa ôi sao nó bắt gặp đăng nhập rồi. Trên trên đấy này Tài khoản nhiều tê vãi trưởng. thấy rồi à. Thấy rồi Ơi à. Em bảo là thấy rồi, thấy mật khẩu rồi. là à thấy rồi đây không sao, cái tài khoản này tài khoản phụ thôi. Đây không ai làm thì em làm cho anh em nhìn đấy. Đây nha. asuncollect.gb. Đây tôi chèn vào chưa, tức là trang tin trang tức thì à thôi, cái này tức thì Thế thì là một cái dạng quảng cáo khác. rồi lời kêu gọi. Vậy thì sao nó loát được, nó nhận nhận đấy. Nhưng mà Đấy đây là nó cũng TikTok, đây là TikTok mà chèn Facebook, liệu liệu nó có cho tương tác nhiều không thầy nhỉ? không rõ, thầy nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. Bởi vì là không ai mà muốn quảng cáo đối thủ trên chính cái nền tảng của mình cả đúng À không? không, bọn Không. bọn TikTok vẫn quảng cáo trên Facebook, bọn TikTok vẫn quảng cáo trên Google đầy luôn. Thằng Mà nào còn nộp tiền là nó xơi hết. không chính xác là nói chung là cũng nên là như vậy chứ không phải là hạn chế nhau. Thế bây giờ như này, bây giờ lời kêu gọi hành động này thì em nên để động hay là cái gì động sao? Đây Cái nút động, cái nút đấy là nút động, nó tự đổi nút. đăng ký à, đây đăng ký đi. Sao nhiều đấy, Tức là em có thể chọn một trong số các nút đấy, hoặc là em để cả thì nó sẽ tự đổi nút cho em. Có thằng vậy nó thì hiện em sai, cứ để tiêu có chuẩn thằng nó vậy, hiện. tiêu chuẩn em sẽ chọn đúng không? Đây đúng rồi, Để tự động được. đăng ký rồi. Cái gì đây, khi tích vào ô này cho phép quảng cáo của bạn, cho phép quảng cáo và các chỉ số hiệu suất liên quan đến chiến dịch hiển thị. Cái này thì mình có nên kích không thầy, để nó làm gì đây, Kích cũng được. để nó thống kê về cho mình hay như nào? Không, đấy là nó lấy dữ liệu để nó đưa về trung tâm sáng tạo của nó. Của nó thôi đúng không? Ok.
bây giờ là theo dõi, không bắt buộc theo dõi sự kiện, không bỏ qua, cài đặt theo dõi qua bên thứ ba, không quan tâm đúng không? Mình không theo dõi được vì mình đã đưa vào Facebook, làm sao mà theo dõi được? Ok, rồi em gửi rồi. Đấy, chữ đăng ký của em hiện ra kia, nó có kích vào đăng ký thôi. À đây rồi, bắt đầu đến vấn đề về thanh toán đây cả nhà nhá. Được chưa? Thẻ tín dụng. Chưa, anh đấm đây không được này. Hôm trước anh làm đấy đấy. Hồi trước anh vào đấy đây, thẻ của anh nó không chấp nhận. Trả 1.000 yên để xác minh kìa. Xác minh thẻ kìa. Các bạn phải trả 1.000 yên. Gì? Chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn số tiền này trong là và ok thì nhất trí thôi, nhưng mà bây giờ mình phải bấm bấm số thẻ đây đã đúng không? Rồi số này cấm tắt màn hình nhé. Okay. đang ấy không phải đang record. Em dừng xe đi, để em dừng xe đi, lại còn phải thế nữa đúng không? Cũng để cho an toàn nào. Ok, mặt cho em mà bờ mặt cho em mà. Em hiểu rồi, thì để em lấy cái mã đã, nhưng mà hy vọng là nó sẽ qua luôn chứ nhỉ, bởi vì em chỉ nó qua luôn để cho mọi người biết được cái kết quả thôi. Rồi em bấm dừng xe nhá, stop xe. Rồi thế xong rồi làm này, 4 6 4. Tí nữa lấy tài khoản của bà Trần thôi, nhưng mà nó giết 203 thầy ơi, alo thầy. Vâng, anh nghe đi. Cái gì nhỉ? Cái em hồi chiều em có gửi tin cho thầy á. Thì cái bài quảng cáo của em hiện tại đã chạy chạy được 19-10 ngày rồi, nhưng mà nó không thấy hiệu quả. Thì em gửi cái nội dung và cái hình ảnh á, thì tí hoặc khi nào ngày mai gì đấy thầy xem lại cho em cái nội dung xem có cần sửa đổi tiếng vậy nhé. Hoặc là hình ảnh hoặc nội dung á, xem nó có sai chỗ nào không. Anh gửi vào chỗ nào? Anh gửi vào nhóm đấy à? Nhóm em gửi vào Facebook của thầy á, Messenger á. Messenger cá nhân à? Cá nhân khả năng. Trước tiên hãy cho phép cá nhân mình nhìn đấy, hãy cho phép cửa sổ bật lên chuyển hướng chỉ dẫn. Ok, cái này này chiều anh chở đây không được để trong tin nhắn chờ thầy đấy. Đây rồi, ok đây rồi. Đây nha, cả nhà mình nó sẽ đến bước này. Để báo lỗi cho xem. À được cái này. Đã thêm rồi thấy. Quán treo bị lỗi chỗ này. Anh cũng chạy thử à? Anh kia vào tới đây báo phần thanh toán cũng được. Xong rồi làm 20 lần được thôi. Quát này. Cái gì đây? Chúc mừng quảng cáo bạn đã được gửi đi. Em ok đúng không? Ok. Trong khi chúng tôi xem xét quảng cáo của bạn mà có thể thêm chi tiết. Không phải bây giờ. Ok. Thế phần tên quảng cáo. Rồi. Bravo, bravo. Xong rồi, rồi để okay. Yên nó chạy. Đấy, nhân tiện một cái này em có một câu hỏi được không ạ? Thì là như cái quảng cáo mà vừa anh Nam anh up lên đấy, thì nếu nhìn cái này cái là biết ngay là quảng cáo à, thì người ta sẽ vuốt đấy. Thì nếu như trong trường hợp mà mình chèn một cái đoạn nào đấy nó hài hài lần trước ấy, thì có bị dính bản quyền hay có bị bóc tương tác gì không nhỉ? Đoạn đằng trước em lấy của người khác à? Không, đoạn đằng trước thì chẳng hạn như những cái clip hài hay cái gì đấy, một cái gì đấy cực kỳ là vui nhộn đấy. Sau đó đoạn sau ấy, quá 3 giây quá 5 giây đi thì bắt đầu mình mới đưa cái chương trình quảng cáo của mình vào ấy.
Thực ra với phương pháp đấy thì thầy nghĩ không không nên cảm giác giống như bị treo đầu dê bán thịt chó ấy. Thì cái trải nghiệm người dùng nó còn thấy tệ hơn em ạ. Và em sợ là chẳng hạn như nếu mà mình mà làm cái nội dung này không thực sự tốt ấy, mình gái nó cảm giác như là đã bị quảng cáo luôn ấy, thì người ta hay vuốt. Mà cái trường hợp mà mình mà cái thuật toán của TikTok đó, nó cứ vuốt liên tục thì chứng tỏ là cái của mình nó không hay, thì lần sau mình đăng quảng cáo cái gì đấy nó khó duyệt. Em nghĩ là thế, liệu có phải không ạ? Không, không phải vấn đề duyệt quảng cáo. Quảng cáo thì không có vấn đề gì mà duyệt cả, vấn đề là có hiệu quả hay không thôi. À vậy ạ. Vâng. Ừ. Em sợ là còn em muốn mà nó ngon lành cành đào ấy thì em phải làm nội dung từ đầu xuyên suốt. Đúng rồi, tất nhiên là nội dung thu hút thì cái đấy là cái tốt nhất rồi, nhưng mà đang lo là chẳng hạn khi mà mình chưa làm được nội dung ấy, mình chưa có gì sáng tạo ấy, làm những cái clip mà kiểu như hình nhìn cái đã có vẻ là quảng cáo ngay thì lại sợ là người ta vuốt lên liên tục, mà nhiều người vuốt liên tục quá không xem thì là quảng cáo của mình Facebook TikTok nó hiểu là không hay thì nó sẽ không cho duyệt nữa, hoặc là cái chi phí nó sẽ đắt đó. Nên là em nghĩ ra cái trò là chẳng hạn như mình đưa một cái gì đấy nó lạ lạ, nó khác một chút vào đầu, sau đó mình mới đưa quảng cáo vào, thì liệu cái phương pháp đấy có hiệu quả hơn không đó. Thì em đang thắc mắc thế, chứ thực tế là em chưa chạy. Thì là mục tiêu cuối cùng là người ta sẽ kích vào cái quảng cáo đó, và người ta nó sẽ chuyển đổi sang một cái gì đó, chuyển đổi sang trạng thái, thì chứng tỏ nó phải xem hết quảng cáo đó thì nó mới thực hiện cái hành vi. Hiểu không? Ý là muốn nói là trước khi mà người ta bấm đúng không, là sẽ có một giai đoạn xem, nhưng nhiều người bỏ qua cái đấy quá thì TikTok nó hiểu là cái này không hay, cái trải nghiệm nó không tốt. Đó thì là nó sẽ đánh giá là cái clip của mình nó không hay ấy, thì liệu ảnh hưởng gì đến cái khoản của mình không? Cái đối tượng anh thì đối với cá nhân anh mà thấy kiểu dạng cũng có mấy cái dạng video như vậy đấy, nhưng mà anh nhìn vào cái đấy là anh cảm thấy không thích, và lần sau là cứ gặp người đấy là anh được qua ngay. Thế đấy vì ví dụ như nhiều người như anh đúng không, nhiều người có hành động như anh đối với một video đó thì TikTok mặc nhiên nó sẽ hiểu là cái video là không hay, được không? Người ta ở lại cái video ít quá thì video là không hay, thì chi phí nó sẽ tăng lên đúng không? Không có gì, kiểu nếu mà cái cảm giác đó, nên từ cái cảm giác của anh, cái cảm giác không có người đó kiểu dạng kiểu lừa dối đó. Nên cái video phía trước mà nó khác cái nội dung video phía sau là mình lần tiếp theo thấy cái tên nữa là lượt nhanh luôn, không muốn xem cái tên nữa, xem cái tên thôi chứ không cần xem video, là muốn lướt qua luôn rồi. Rồi. Như vậy là em đã tạo được kiểu dạng kiểu người ta lừa mình ấy. Kiểu như vậy. Đúng rồi. Treo đầu dây bán thịt chó. Như vậy là em đã tạo được một cái quảng cáo gọi là hoàn thiện để đợi chờ cái phản ứng, đúng không? Thì em đã làm được thì chắc nhiên là mọi người cũng sẽ làm được, đúng không? Đó. Như vậy là đã hoàn thành mục tiêu của vấn đề quảng cáo. Còn để mà chuyên sâu hơn thì nó sẽ còn nhiều cái cạnh ở trong cái phần target, và mọi người sẽ phải nghiên cứu, đúng không ạ? Đó. Thì đấy là cái như chị Tuyền là chị đấy đã có sự trải nghiệm. À, chị Tuyền thì chị có chạy quảng cáo này không? Như chị nói là chị không à? Không. Không. Stop share. Ok, rồi. Trở lại với lớp học. Đó, thì như chuyện chị Tuyền nói là chị không chạy quảng cáo, nhưng mà bởi vì sao có nhạc này? Nhạc của thầy đang quét mã trên TikTok. Tôi nói đi. Rồi thì bây giờ nhiệm vụ của em tiếp theo là em sẽ phải tạo một cái landing page, đúng không? Bởi vì hiện tại là em chưa có bio, đúng không ạ? Đúng rồi. Ơ nhưng mà sau đó thì em gắn cái landing page kiểu gì nhỉ? Hay là chính là cái link lúc nãy? Nó chính là cái link Facebook đấy. Ừ. À, ok, hiểu rồi. Ok. Rồi. Đó. À mà nó có xem trước cái quảng cáo không thầy nhỉ? Chắc phải có xem trước nhỉ? Đúng không? Có, ngay bên cạnh đấy, cái bước số 3 nó có cái phần xem trước đấy. Ngay bên cạnh cái bước cuối cùng.
Để xem cho mọi người xem. Đâu nhỉ? Cái gì đây? Okay. À đây à, nó như này à, đây đúng không, chắc là chỉ hiện lên như này thôi, xong rồi em kích được như vậy. Em mà không thử không không không, không làm nào để kích vào nút đăng ký để xem nó ra cái Facebook thầy nhỉ, đúng không? Không không không. Chỗ nào, ý là chỗ nào? Đây đây, ví dụ em muốn làm nào để nó có liên quan gì đến cái fanpage lúc nãy mà em cho cái link cái HTTP vào không? Ví dụ kích vào đăng ký thì nó có ra cái đường link đấy không? Nó chuyển đổi Có những chứ, cái có chứ, có chứ, chắc chắn nó ra chứ. fanpage. Rồi Tên tên cái này của Nam là tên gì? À, đây anh. Internet Japan này. Đây này anh. Japan Internet này. À, em sẽ thử test thị trường Tây ở trên TikTok ở bên Việt Nhật này. Bây giờ trên Facebook thì hàng tá các ông chạy, nhưng mà trên TikTok thì có mình em chạy thì có khi lại ngon, đúng không? Đúng không? Biên nhuận Đấy, cao kể cái này hả? Đâu, nó không đấy. hiện Kể cái cái này đấy. nó không hiện lên tí của anh đâu, bởi vì Đấy. em để đối tượng là tiếng Anh mà, em để đối tượng là tiếng Anh thì chắc là nó không hiện lên cái Facebook của anh đâu, ấy cái TikTok của anh đâu, anh chỉ có vào xem trực tiếp trang của em thì thấy thôi đấy, đúng không? Đó, ok, như vậy là đã hoàn thiện rồi thì Chắc là không có chuyện. một bài quảng cáo mà Alofo này. Đó là một bài quảng cáo mà Alofo. Hai logo à? Không không quan trọng, em đang test thôi, anh hiểu Em em tìm không? thấy TikTok của anh Nam rồi. Ôi giời, lại còn biết được TikTok của anh gì rồi, TikTok của em có 3 người like. Thế bây giờ như này thì với mục đích là để cho mọi người biết là chúng ta làm một cái bài chạy quảng cáo là như thế nào, thì đối với tất cả những anh em bên Nhật thì chúng ta con đường chúng ta lựa chọn nó sẽ là xây cái kênh, lúc đầu phải xây một cái kênh để cho nó phát triển kênh của anh em mình lên, sau đó đến một tầm là 1.000 là follow là mình bắt đầu gắn link bài ốt, mà lúc đấy mình chuyển sang fanpage hoặc chuyển sang cái đường dẫn kiểu gì để chúng ta sale được tốt trên nền tảng đó, còn chưa nói đến câu chuyện TikTok Shop, đúng không ạ? Anh chị cũng đã nắm được vấn đề này rồi đúng không ạ? Ở đây có ai không nắm được không ạ? Đó, thì cái nhiệm vụ của em này sau này, vì em chưa có một, hiện tại là ví dụ em chạy quảng cáo này là nó kích vào nhiều khi nó không ra một cái gì, hoặc nó sẽ ra cái fanpage của em, nhưng mà cái tốt nhất đó là chúng ta phải làm một cái landing page, gọi là một cái website, website ảo chẳng hạn. Anh Đức hiểu không? Landing page chắc là nhiều khi anh cũng không hiểu là cái gì, thì nó là cái website đó, và mình có thể là tự tạo ra một cái website riêng cho mình, anh hiểu em không? Trong đó là mình lồng cái ảnh vào Đây cái... dạy anh Đức em đúng không đây có đó nha. đấy, thì anh biết cái landing page là gì rồi chưa? Đó, tức là nó một cái